không học tiểu thừa, thế nhưng cũng không học nho, cũng không học đạo giáo. Vậy thì phiền phức này không nhỏ rồi. Căn bản trong Pháp Đại Thừa không thể thành tựu được gì. Nhiều nhất là Phật Pháp ở trên miệng, trên hình thức thì đều làm được. Không có gốc, có một số cũng rất khó được. Ngay trong đồng tu của tôi có, cả đời viết ra rất nhiều sách, rất nhiều trước tác, cũng có tên tuổi tương đối. Khi chết thì không tốt, vẫn không bằng một bà lão niệm Phật. Người ta còn biết trước giờ ra đi, còn có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Những gì Đại Pháp Sư giảng kinh nói Pháp có rất nhiều trước tác này, khi ra đi còn có bệnh khổ, thậm chí khi ra đi bất tỉnh nhân sự, chính là hồ đồ. Ngây dại. Người này niệm Phật không thể giảng sanh. Chúng ta từ xưa đến nay nói đến ngũ phước, năm loại phước, ngũ phước lâm môn. Trong năm loại phước này, cái thứ nhất là có tiền tài, cái thứ hai là thông minh trí tuệ, sống lâu, cái thứ tư là con cái nhiều, cái thứ năm là chết được tốt. Việc này thì quan trọng nhất. Khi chết được tốt, đầu óc tỉnh táo, không có chút nào hồ đồ, rõ ràng tường tận mà đi, thì khẳng định họ quyết không đọa vào ba đường ác. Bạn nói xem, một người rất tường tận thì làm sao họ có thể biến thành súc sanh ngạ quỷ chứ? Không thể nào. Khi ra đi như thế nào thì họ lại đến ba đường ác, mơ mơ hồ hồ. Thậm chí khi ra đi không hề nhận biết đối với người thân của chính mình, con cái của chính mình. Khi gặp mặt hỏi, ngươi là ai? Vậy thì xong rồi. Ngay đến con cái của chính mình cũng không nhận ra. Cái hiện tượng này rất nhiều, chúng ta thấy được rất nhiều. Khi ra đi bệnh khổ, đó là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên khi nghĩ đến việc này thì bạn liền biết được việc này thật đáng sợ cỡ nào. Sự việc này sẽ xảy ra ngay trên chính bản thân chúng ta. Thì chúng ta phải làm sao? Nếu muốn không có chết khổ, vậy thì phải thật tu. Không thật tu thì bạn không làm được. Phải nỗ lực sám hối nghiệp chướng. Phải nỗ lực y giáo phụng hành. Chúng ta mới có thể giống như những người niệm Phật giảng sanh ở quá khứ được.
biết trước giờ ra đi. Khi ra đi không có bệnh khổ. Đây là chân thật thành tựu. Trong việc này, quan trọng nhất không cầu sống lâu. Cái điểm này rất quan trọng. 60-70 là được rồi. Trên 80 tuổi thì quá già. Chính mình không thể chăm sóc chính mình, hoàn toàn đương vào người khác. Vì người khác đó đều là quan gia trái chủ. Việc này thì thật là phiền phức. Người ta vừa tán thán, vừa cung kính, vừa cúng dường, tham sân si mạng của bạn liền khởi lên, thì xong rồi. Bạn chính là giả, không phải là thật. Nếu như là thật, làm được có tốt hơn? Người khác tán thán chính mình vẫn là khiêm tốn, ta làm vẫn là chưa đủ tốt. Vậy thì đúng. Vì sao không đủ tốt chứ? Phải cố gắng hỏi lại chính mình. Người ta cung kính tán thán cúng dường vậy, còn có động tâm hay không? Còn có động tâm, còn có khởi niệm, vậy thì vẫn không đủ tốt. Nếu như khởi lên ngạo mạn, khởi lên tham sân, mọi người đều tán thán ta, bạn không tán thán tôi thì tôi không vui đối với bạn. Loại sự thật này chính là khó tránh. Cho nên một người tu hành phải có thể vượt qua được khảo nghiệm. Ai khảo nghiệm bạn, cảnh giới khảo nghiệm bạn. Năm dục sáu trần trên thế giới này khảo nghiệm bạn. Danh vọng lợi dưỡng đang khảo nghiệm bạn. Bạn có thể không đồng tâm không? Ấn Tổ trái lại có một diệu pháp. Ngài có một pháp. Cái pháp này là gì vậy? Tôi đã đến thăm viếng qua Linh Giam Sơn Tự ở Tô Châu, xem thấy phòng thất của Lão Hòa Thượng. Phòng thất của Ngài rất nhỏ. Trong cái phòng nhỏ này rất đơn giản, đều giữ lại nguyên trạng khi Lão Hòa Thượng còn tại thế. Một Phật đường nhỏ, một cái bàn Phật, cái bàn lớn hơn cái bàn này của chúng ta một chút, chỉ cúng một tôn tượng A Di Đà Phật, không rất cao. Một cặp đèn sáp, một cái lư hương, một ly nước, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Phía sau Phật, Lão Hòa Thượng chính mình viết một chữ chết. Ngài dùng phương pháp này, ngày ngày xem cái chữ này, ngày ngày nghĩ đến cái chữ này, ta sắp phải chết rồi. Bạn còn có cái gì để tham luyến? Sinh không mang đến, chết không mang đi. Người thường hay nghĩ đến cái chết thì sẽ buông bỏ đối với danh vọng lợi dưỡng. Nếu nghĩ ta vẫn còn có ngày mai, ta còn có năm tới thì việc phước liền đến. Không có nghĩ đến ngày mai hay năm tới, qua một ngày thì tính một ngày. Một ngày hôm nay không thể luống qua. Vì sao không thể luống qua? Thánh thật niệm Phật thì không luống qua. Phật hiệu quên mất, vẫn ở trong năm dục sáu trần khởi tâm động niệm gì thì luống qua. Trống không. Đây là Ấn Tổ chính mình vì chúng ta làm ra một tấm gương.
thời đại đó của Ngài không giống như thời đại hiện đại này của chúng ta. Câu phía sau vô cùng quan trọng. Phía trước là mục đích, câu phía sau là phương pháp. Mỗi một điều là hai câu. Bên trên là mục đích, phía dưới là phương pháp. Dùng phương pháp gì có thể khiến cho tất cả chúng sanh đầy đủ, trong ngoài đều xả? Chính là trong ngoài thảy đều buông xả. Trong buông xả thân tâm, ngoài là buông xả thế giới. Thân tâm thế giới vạn duyên buông bỏ. Đây gọi là bố thí ba la mật, xả được thật sạch sẽ. Vì sao vậy? Không xả được sạch sẽ, tự tánh thanh tịnh của chúng ta không thể hiện tiền. Tự tánh tâm thanh tịnh ở trong Đàn Kinh Đại Sư Huệ Đăng nói được rất hay: bổn lai vô nhất vật, bạn còn có một vật, tự tánh tâm thanh tịnh thì không thể hiện tiền. Trong tự tánh tâm thanh tịnh, trí tuệ, đức năng, tướng hảo cũng không thể hiện tiền. Bạn nói xem có nên buông bỏ hay không? Phải nên. Buông xả thật khó. Nếu như bên cạnh có một thiện tri thức, bạn có bất cứ thứ gì, họ xem thấy rồi đều sẽ cần cầu với bạn. Ồ, đây là một thiện tri thức, chân thật là thiện tri thức. Bạn có được tiền tài, họ cần. Bạn có được danh lợi, họ cũng cần. Bất cứ thứ gì họ cũng cần. Đây thật là thiện tri thức. Vì sao vậy? Bạn không buông xả, không được. Bạn nhất định phải buông xả. Vào lúc này, bạn phải có trí tuệ. Bạn không thể nói tâm tham của họ vì sao mà nặng vậy. Ta cùng ở chung với họ thì còn gì nguy hại hơn. Tất cả sở hữu họ thấy đều muốn hết. Không có thiện tri thức như vậy giúp đỡ, bạn không thể thành tựu. Tôi gặp được thiện tri thức như vậy, cho nên tôi cảm ơn. Thiện tri thức này chính là Hàn Quán Trưởng. Bà hộ trì tôi 30 năm, tôi cảm ơn. Cúng dường mười phương đưa đến chỗ tôi, bà đều nhận hết. Vào lúc đó có một cái thư viện, bà là quán trưởng của thư viện, bao gồm tất cả cúng dường đều quy về thường trụ. Ban đầu trong lòng cũng có chút cảm thấy khó chịu, thế nhưng ngày ngày ở trên kinh giáo Phật giảng nói rất hay, ta không thể buông xả. Có một người nhất định muốn, bà thứ gì cũng muốn. Cho nên chúng tôi ở chung với nhau 30 năm không có xung đột. Bà muốn làm lãnh đạo, quán trưởng của thư viện thì để cho bà làm. Danh cũng để cho bà, lợi cũng để cho bà, quyền lực cũng để cho bà. Bà muốn quản lý đạo tràng. Cho nên tôi vui ở chỗ không quản người, không có quyền quản, không quản việc cũng không có quyền đi quản việc, không thể quản tiền. Tôi đem nhân sự, danh phận, quyền lực thảy đều buông xả, đều xả bỏ, mới có được chút thành tựu này. Chúng ta quay đầu lại xem, có rất nhiều những đồng tu
Tôi không nói tại gia, nói những người xuất gia. Khi vừa có đạo tràng, muốn quản người, muốn quản việc, muốn quản tiền, vậy đạo nghiệp của họ thì sao? Đạo nghiệp của họ sẽ không còn. Vĩnh viễn sẽ không thể nâng lên. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Cho nên nhận biết việc này rất khó. Gặp được một người như vậy, có bất cứ thứ gì vừa đến trước mặt thì bà mang đi hết, hỏi cũng không hỏi bà. Chân thật thiện tri thức thành tựu tôi. Nếu như trong lòng bà khởi lên tâm oán hận, tâm không vừa lòng, vậy thì bạn lập tức bị thói chuyện. Bạn thấy tham sân si mạng của bạn thấy đều khởi lên, đọa lạc rồi. Đọa lạc đến ba đường. Người thế gian dường như không hề xem thấy, đó là thiện tri thức chân thật. Cho nên trong lòng chính chúng ta phải tường tận, phải rõ ràng, phải sanh cái tâm cảm ơn. Bà thành tựu tôi. Mới đầu bởi vì phiền não tập khí quá nặng, đương nhiên có khó chịu. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, tâm bình khí hòa, không hề có việc gì. Vì sao vậy? Bình thường vậy, mỗi ngày đều như vậy, dần dần thì bình thường. Đến sau cùng, ngay đến ý niệm cũng không khởi lên chúc mừng bạn, bạn thành tựu rồi. Phải xả được sạch trơn, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Thế xuất thế gian, tất cả pháp thầy đều là giả, không có thứ nào là thật, chỉ là việc xấu chướng ngại bạn. Bạn cần nó làm cái gì? Có người giúp bạn nhận lấy thì thật là khó được. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Từ lúc thị hiện kiến tánh, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ mới 30 tuổi. Sau khi kiến tánh, ngài chân thật tất cả triệt để buông xả. Từ nơi công việc dạy học, dạy cả một đời, 79 tuổi viên tịch giảng kinh hơn 300 hội, khởi pháp 49 năm. Gặp được người đều giảng. Vì sao vậy? Gặp được người đều có duyên. Bạn không có duyên, bạn không thể gặp được họ. Gặp được họ chính là có duyên. Có một người cũng giảng, hai người cũng giảng, ba người cũng giảng, mấy trăm người, mấy ngàn người cũng giảng, không có ngày nào nghỉ ngơi. Phật vừa mở miệng ra nói, bạn đem nó ghi chép lại chính là kinh điển. Nhưng này một chút cũng không giả. Giảng cái gì? Dạy tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Ngày nay thế gian này chúng ta quá khổ, đời sống quá khổ. Phải nên biết khổ cùng vui là quả. Trước tiên Phật từ đời quả mà nói. Vì sao vậy? Bạn ấn tượng sâu sắc, bạn rất dễ cảm động. Nói khổ báo trước mắt bạn, khổ từ đâu mà có? Khổ có nhân. Cho nên trước nói quả, sau nói nhân. Nhân là cái gì? Nhân là giác mê. Giác là nhân của vui, mê là nhân của khổ. Nếu như bạn muốn lìa khổ được vui, vậy thì bạn nên bỏ đi cái mê. Bạn nên lấy cái giác, giác mà không mê,
là lìa khổ được vui. Đây là chân thật giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Đây cũng là người xưa chúng ta biết được, cho nên tôi cảm thấy cổ thánh tiên hiền chúng ta chân thật là Phật Bồ Tát tái sanh, họ không phải là người thông thường. Vào lúc đó Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, thế nhưng lão tổ tông chúng ta giáo huấn cho chúng ta quan niệm lý luận phương pháp hành trì không hề khác gì với Phật pháp. Lão tổ tông chúng ta dạy bảo mọi người kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Học là cái ý gì vậy? Học chính là cái ý của giác. Lão tổ tông chúng ta chú trọng phá mê khai ngộ, không hề khác gì với Phật nói. Giáo học di tiên chính là phá mê khai ngộ. Bạn phải chân thật lìa khổ được vui. Cho nên nhan hồi nghèo cùng, ăn uống bằng ống tre vỏ bầu, mà thấy ông nghèo đến mức độ nào? Ông ở nơi hẻo lánh. Nếu các vị có cơ hội đến đại lục tham quan du lịch, bạn đến Khúc Phụ xem qua, xem thấy quê hương của Khổng Tử, xem qua quê hương của Nhan Hồi. Thật nghèo, ăn cơm không có chén để ăn, dùng trúc bệnh thành cái rá, dùng cái đó để đựng cơm, gọi là đan thực. Uống nước không có ly để uống, dùng vỏ trái bầu. Đan thực biểu ẩm, hình dung đời sống vật chất của ông rất gian nan, rất khổ cực. Thế nhưng Nhan Hồi như thế nào? Nhan Hồi ngày ngày an vui không gì bằng. Không luận ở nơi nào tươi cười rạng rỡ, ông không hề cảm thấy chút khổ đau nào. Đây là gì vậy? Đời sống tinh thần phong phú. Cho nên vui không phải ở trong danh vọng lợi dưỡng, không ở đại phú đại quý. Đại phú đại quý không thấy được có lạc thú. Ở cái gì? Giác ngộ. Họ giác ngộ rồi, cho nên họ an vui. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tường tận đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Ta vì sao trải qua đời sống này? Họ vì sao trải qua đời sống giàu sang cũng tường tận? Đó là quan hệ nhân quả. Cho nên phu tử nói ngũ thập nhi tri thiên mạng. Thấu hiểu rồi. Thấu hiểu cái gì? Nghiệp nhân quả báo. Họ có tiền, đời quá khứ họ bố thí tiền được nhiều. Họ tu tại bố thí, ngay đời này họ được giàu sang. Ta đời trước không có tu, không tu thì làm sao có được, không thể nào. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên nhìn thấy người giàu sang không ngưỡng mộ. Họ an vui ở trong đó. Kỳ thật, đời sống vật chất rất đơn giản. Càng đơn giản càng an vui. Thích Ca Mâu Ni Phật còn khổ hơn so với Nhan Hồi. Nhan Hồi còn có ống tre vỏ bầu, Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày ra bên ngoài khất thực. Bạn thấy mức độ bần cùng so với Nhan Hồi còn cao hơn một bậc, là phải đi xin ăn. Phật làm cho chúng ta xem, đây chính là vui không ở trong đời sống vật chất, ở giác ngộ.
Bạn thấy Phật một ngày từ sớm đến tối, nhiều hoan hỷ, nhiều an vui, nhiều tự tại. Thì hiện làm ra tấm gương cho đại chúng chúng ta xem. Và lúc đó, người thông minh trí tuệ nhiều, xem thấy hành vi đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ ngay chỗ này, người giác ngộ rất nhiều. Hiện tại chúng ta xem thấy không giác ngộ. Tại vì sao vậy? Chúng ta không biết nhìn. Mắt của chúng ta đều nhìn thấy tiền, đều nhìn thấy người phú quý đó tự tại an vui. Người bần cùng đời sống rất gian khổ, không biết được khổ. Vui không liên quan đến việc này. Đây không phải là nhân tố chân thật. Thế Tôn sống ở vào thời đại đó, dùng phương thức đó giúp cho rất nhiều người giác ngộ. Nếu Thế Tôn sống vào thời đại này, tôi tin tưởng Ngài sẽ không ra ngoài khất thực. Ngài ra ngoài khất thực cũng không có người nào giác ngộ. Người ta vì nhìn thấy học Phật phải ra ngoài xin ăn, thôi đi không nên học. Khẳng định là như vậy. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh là ứng cơ ban giáo. Trình độ của bạn như thế nào, nên dùng phương thức gì để độ? Phật không có định pháp để dạy người. Phật dạy học là linh động hoạt bát. Cần phải dùng phương pháp gì giác ngộ bạn, Ngài liền dùng phương thức đó. Những phương pháp này do người mà khác, do thời mà khác, do nơi mà khác. Cho nên trong kinh giáo thường nói, không có định pháp để nói. Không phải nhất định. Nhất định là phương pháp chết. Phương pháp của Phật là hoạt bát. Vậy ngày nay chúng ta, hiện tại con người ở trên thế giới này, ngày nay chúng ta gặp được Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta biết được khởi nguồn của vũ trụ, biết được ta từ đâu đến. Ngày trước, lời thoại đầu của tông môn, mặt mũi vốn sẵn trước khi cha mẹ sinh ra. Hiện tại chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm hiểu rõ. Đến cái thế gian này làm cái gì cũng rõ ràng rồi. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, bạn đến thế gian này để làm cái gì? Ngài dùng một câu nói, nhân sanh thù nghiệp, bốn chữ này, thì nói rõ ràng, thì nói tường tận rồi. Bạn đến để làm cái gì? Bạn đến là để chịu nghiệp. Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp thiện, thì bạn đến hưởng phước. Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp ác, thì bạn đến chịu tội. Sự việc chính là như vậy. Hưởng phước chịu khổ là nhân ngay trong đời quá khứ tạo. Ngay đời này quả báo hiện tiền. Chỉ là như vậy thôi. Câu nói này đã đem nghiệp nhân, quả báo trong sáu cõi thảy đều nói ra hết. Đây không phải là Phật Pháp. Đây là cái gì vậy? Đây là hiện tượng tự nhiên. Vậy thì Phật đến thế gian này giúp chúng ta, những chúng sanh này, giúp cái gì vậy? Giúp cho bạn giác ngộ. Giác ngộ thì tốt rồi, liền siêu việt. Giúp đỡ bạn quay về tự tánh. Chúng ta học cái bài khóa này, đề mục gọi là vọng tận hoàn nguyên quán, giúp chúng ta hoàn nguyên. Vọng là cái gì vậy? Tóm lại mà nói, vọng tưởng là vọng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây đều là vọng. Phải buông xả đi những thứ này. Xả hết, xả được trong sạch thanh tịnh, bạn liền hoàn nguyên.
Có một loại người rất lợi hại, họ nghe được lời giáo huấn của Phật, họ lập tức đem nó xả sạch hết. Lập tức xả hết, xả hết liền thành Phật. Như Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ngày 19 tuổi ra bên ngoài tham học, đến 30 tuổi đã học 12 năm. Đem những gì của giới tôn giáo, giới học thuật thầy đều học hết. Sau khi học rồi thì sao? Đem những thứ đã học được buông xả. Khi vừa buông xả thì bình tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. 30 tuổi kiến tánh chính là hoàn nguyên, hồi quy từ tánh, triệt để giác ngộ. Vậy thì mới bắt đầu dạy học. Chính mình chưa giác ngộ thì làm sao dạy học? Làm sao có thể giúp người khác giác ngộ? Đã dạy 49 năm, không gián đoạn một ngày nào. Ngày tích cực đến như vậy, không hề tiêu cực. Ngài là thân phận gì vậy? Dùng lời hiện tại bà nói, Ngài là chức nghiệp giáo sư, cả đời làm sự việc này làm được rất nỗ lực, mà còn là nhà làm công tác nghĩa vụ. Ngài không nhận học phí, hữu giáo vô loại. Cho dù bạn là người nước nào, cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần bạn đến chỗ Ngài, Ngài đều dạy hết, hoàn toàn là bình đẳng như nhau, giáo học bình đẳng. Đó chính là hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Dùng cái nhìn hiện tại của chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thân phận của Ngài là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đồng tu học Phật chúng ta không thể không biết lão sư của chúng ta là thân phận gì. Chúng ta gọi Phật là lão sư, cho nên Ngài không phải là thần, Ngài không phải là chủ, Ngài không phải là tiên nhân gì đó. Ngài là lão sư của chúng ta. Chúng ta gọi là Ngài là bổn sư. Bổn sư là lão sư căn bản, lão sư thứ nhất. Bạn thấy chúng ta tự xưng là đệ tử, quan hệ của chúng ta với Phật là gì vậy? Là quan hệ thầy trò. Phải làm cho rõ ràng. Quan hệ của chúng ta với Bồ Tát là gì? Bồ Tát là học trò của Phật, học trò ban đầu. Chúng ta là học trò hiện tại, cho nên Bồ Tát là huynh trưởng của chúng ta. Chúng ta là một thầy giáo. Thế nhưng thành tựu của Bồ Tát rất thù thắng, chúng ta cũng có thể học tập với họ. Họ cũng rất từ bi đến dạy bảo chúng ta. Là huynh trưởng cũng phải giúp lão sư dạy học trò sơ học. Đây thuộc về luân lý. Luân lý là nói quan hệ, cho nên luôn phải đem quan hệ này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Ở ngay chỗ này Phật dạy chúng ta, chúng ta làm thế nào ở ngay trong giai đoạn nhân gian hiện tiền này, làm cho tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chúng ta đều có thể tương ưng được với tánh đức. Đây mới là chân thật Phật dạy. Chúng ta học được rồi, khẳng định mỗi giờ mỗi phút nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì an vui ngay trong đó.
Đó chân thật là học nhi thời tập chi bất diệt diệt hồ. Chân thật an vui. Cái vui của nhan hồi người biết được không nhiều. An vui của Thích Ca Mâu Ni Phật người biết được càng ít hơn. Cả đời Thế Tôn giáo hóa chúng sanh an vui không biết mệt, không hề mệt mỏi. Không luận bất cứ lúc nào bạn đi tìm Ngài, Ngài đều tiếp kiến, quyết định không hề cố ý tránh mặt. Đây là gì cái gì? Đây là chân thật yêu thương người. Anh đến tìm tôi làm gì mà không giúp đỡ anh chứ? Phật chỉ có một tâm nguyện, cũng giống như cha mẹ đối với con cái vậy, mong con thành người. Phật hy vọng tất cả chúng sanh đều sớm ngày thành Phật, đều quay về tự tánh. Ở cái thế gian này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Giới luật chính là tấm gương tốt nhất. Những năm gần đây chúng ta đề xướng đệ tử quy chính là tấm gương tốt nhất. Thế nhưng chúng ta biết chúng sanh phiền não tập khí sâu nặng, học tốt vẫn xem là không khó, giữ gìn được cái tốt đó vậy thì không phải dễ. Gặp được cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh thì duyên thì tốt. Bạn có khởi tâm tham hay không? Bạn có khởi ý niệm khống chế chiếm hữu hay không? Khi đó vừa khởi thì xong rồi. Bạn lại trở lại sáu cõi. Nếu như là nghịch cảnh ác duyên, bạn có khởi lên sân hận hay không? Bạn có oán hận hay không? Thậm chí còn báo thù. Vậy thì diễn biến thành sáu cõi luân hồi, đời đời kiếp kiếp quan quan tương báo không hề ngừng dứt. Việc này khó. Nếu có thể cả đời giữ gìn được, đây là việc rất không dễ. Dựa vào cái gì? Dựa vào giáo học. Mà trong giáo học quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Đây là đối với đại đa số người. Trong xã hội đại đa số là người bình phàm, chỉ số ít là người kiệt xuất. Cho nên người thường thường căn đó là số ít. Người căn tánh trung hạ là nhiều nhất. Đối với người căn tánh trung hạ, phải dùng giáo dục như thế nào mới có thể sanh ra được hiệu quả chân thật? Có thể sanh ra được hiệu quả chân thật, đó chính là giáo dục chân thật, giáo dục tốt nhất. Sự việc này Đại sư Ấn Quang khải thị cho chúng ta rất lớn. Đây là một vị đại đức bậc nhất trong Phật môn gần đây ở Trung Quốc. Hồi trước lão sư Lý nói với tôi, ngay trong 100 năm gần đây, những tổ sư đại đức
Có người nào mà không bị người khác phê bình? Thật là đều có. Có người tôn trọng bạn, có người tán thán, cũng có người quỷ báng phê bình bạn. Chỉ riêng có Đại sư Ấn Quang, con người này, bạn chỉ nghe có tán thán đối với Ngài, không hề nghe nói có quỷ báng, không hề nghe nói có phê bình. Đây là đức hạnh chân thật. Lão nhân cả đời khiêm tốn, cả đời khổ hạnh, không có người biết. Người quản lý Tạng Kinh Các ở núi Phổ Đà, cho nên công việc của ông mỗi ngày chính là xem kinh, trông coi lầu kinh tạng. Trái lại người đi xem kinh tạng cũng không nhiều, ông chính mình trái lại có cơ hội để đọc kinh. 70 tuổi mới bị người phát hiện. Có mấy người cư sĩ đích thực có đức hạnh, cũng có học vấn, họ đến tứ đại danh sơn để bái sơn, thỉnh thoảng gặp Pháp sư Ấn Quang ở nơi lầu kinh tạng, thỉnh giáo Phật Pháp với Ngài. Khẩu khí bất phàm, khởi lên tâm cung kính, quy y với Ngài, thỉnh giáo với Ngài. Pháp sư Ấn Quang dùng thư tín để giải đáp. Họ xem thấy rất hay, liền đem những lá thư này cho đăng trên báo chí tạp chí. Như vậy mà có rất nhiều người biết đến Ngài, đến núi Phổ Đà thịnh pháp với Ngài. 70 tuổi mới nổi tiếng, 80 tuổi nhiên tịch. Lão Pháp Sư Ngài Hoằng Pháp lợi sanh chỉ có 10 năm. Chân thật như người xưa đã nói, hậu tích bạc phát. Cái sức mạnh này quá lớn, Ngài tích được quá vậy. Bạn thấy, im lặng không nghe thấy 70 năm, sau cùng bị người phát hiện. Cho nên mọi người cùng theo học tập với Ngài càng ngày càng đông, càng ngày càng cảm thấy lời dạy của Ngài là thật. Cho nên cuối đời tiếng tâm địa vị nổi lên, cúng dường cũng nhiều. Thế nhưng lão Pháp Sư cả đời đều giữ lấy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Đem những cúng dường này, Ngài làm một việc, in kinh kết duyên, làm pháp cúng dường. Ngài đem số tiền đó đi mở một cái xưởng in, thành lập một cơ cấu gọi là Hoằng Hóa Xã ở chùa Báo Quốc Tô Châu. Chính mình có xưởng in để in kinh, bản in đẹp, có thể nói bản in đẹp nhất thời cận đại, hiệu đính rất cẩn thận, rất xem trọng đến giấy in ấn. Tôi vào năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Nơi chốn giảng kinh chính ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa Cụ Long, Hồng Kông. Cái thư viện này là lão Pháp Sư Đàm Hư thành lập. Tôi đến Hồng Kông, lão Pháp Sư Đàm Hư cũng đã qua đời rồi, chưa thấy mặt Ngài. Ở trong thư viện xem thấy
Ngài thu tập rất nhiều sách xuất bản của quảng quá xã. Đối với tôi mà nói, cũng có nhân duyên đặc biệt. Thế nhưng lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là quy y với đại sư Ấn Quang. Tịnh độ của lão sư Lý là đại sư Ấn Quang truyền cho ngài. Cho nên ngài thành lập liên xã ở Đại Trung, cả đời hoằng dương pháp môn tịnh độ, truyền thừa học tập từ đại sư Ấn Quang. Cho nên chúng ta có cái nhân duyên này. Đối với sách của Quảng Hóa xã đặc biệt có một phần cảm tình. Khi tôi rảnh rỗi, mỗi ngày ở nơi đó xem. Lần đó ở Hồng Kông hết 4 tháng, phát hiện một việc không thể nghĩ bàn. Đó chính là đại sư ngài đem Liễu Phạm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hội Biên, 3 loại này in ra số lượng rất nhiều. Số lượng của mỗi bản đều là 5.000 cuốn, 10.000 cuốn, in hết mấy mươi bản. Khi tôi xem các sách khác, những kinh luận sách thiện này nhiều nhất là đều là 1.000 cuốn, 2.000 cuốn, nhiều nhất là 3.000 cuốn. Hơn nữa bản in ra không nhiều, có một bản, có 2 bản. 3 loại sách này đã in mấy mươi bản. Tôi khái lược thống kê qua, vượt qua 3 triệu bản. Ở vào thời đại đó, số lượng lớn đến như vậy, tôi cảm thấy kinh ngạc. Đây là một nhất đại tổ sư trong nhà Phật chúng ta. 3 loại sách này đều không phải là Phật giáo. Bốn gia huấn của tiên sinh Viên Liễu Phàm gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, nhà nho. Ông dùng công quá cách là Cảm Ứng Thiên của đạo giáo. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là của đạo giáo. Phần đầu của An Sĩ Toàn Thư số lượng chiếm đến hơn 1/2 một chút. Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn cũng là của đạo giáo, nói giáo dục nhân quả. Phía sau là Chức Tác của Châu An Sĩ, Giảng Thiện Tiên Chất, Không Sát Sanh, Dục Hải Hồi Cuồng, Đoạn Dâm Dục. Phía sau chương sau cùng, Khuyên Mọi Người Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ. Đại sư Ấn Quang xưng tán quyển sách này, đây là kỳ thư đệ nhất thiên hạ vào thời cận đại. In số lượng nhiều đến như vậy, cho nên tôi liền nghĩ, ngài tại vì sao phải làm như vậy? Phật kinh thì số lượng không nhiều đến như vậy. Ngài cả đời niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đến sau cùng chúng ta cũng biết thân phận của người dần dần bộc lộ là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương Cực Lạc tái sanh. Tại vì sao phải làm như vậy? Sau khi chúng ta học Phật nhiều năm bỗng nhiên khai ngộ, ngài đến để cứu thế giới này. Thế giới này có tai nạn lớn, dùng cái gì cứu? Giáo dục nhân quả. Người muốn chân thật hiểu được nhân quả sẽ thành tâm, thành ý, cải lỗi tự làm mới. Có người nào không muốn tốt? Tốt cái gì? Phải tâm tốt, nhân tốt mới có quả báo tốt.
Tâm hạnh của bạn bất thiện, muốn cầu tốt thì làm gì được tốt chứ? Cho nên người chân thật biết được nhân quả trước sau, nên gọi là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Thiện hữu thiện quả, ác hữu ác báo. Vậy thì chúng ta nhất định không nên làm việc xấu. Vì sao vậy? Làm việc xấu bất lợi đối với chính mình. Trong mạng bạn không có tài, bạn dùng thủ đoạn vi pháp lấy được tiền của, có gì tốt hay không? Không có gì tốt, tai nạn liền đến. Không có cái mạng này, trong mạng của bạn, thí dụ bạn làm quan, bạn làm đến giai cấp như thế nào, đều là trong mạng chú định. Trong mạng không có tầng thứ cao đến như vậy, bạn được rồi. Đại khái khi có được sẽ không đến nửa năm thì chết rồi. Bạn không có được. Cho nên người chân thật hiểu được việc này, tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh đoán mạng đoán định rồi, rất chuẩn xác. Ông tin tưởng cả đời ông không còn cầu được danh vọng lợi dưỡng. 20 năm, mỗi năm ông tham gia thi cử được chức danh thứ mấy, mỗi năm được bao nhiêu bổng lộc cùng với Khổng tiên sinh, đoán không sai một chút nào. Cho nên ông không nghĩ đến việc gì. Cùng với thiền sư Dân Cốc ngồi ở trong thiền đường hết 3 ngày 3 đêm, một ý niệm cũng không có. Thiền sư Dân Cốc rất bội phục. Một người phổ thông 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm, đây là công phu rất cao. Ngài liền hỏi ông tu như thế nào. Tiên sinh Liễu Phàm thành thật mà nói, tôi không tu hành, mạng tôi chỉ là bị người đoán định rồi, tôi nghĩ cũng không ít gì, cho nên không cần nghĩ. Thiền sư Dân Cốc nghe rồi cười lớn lên, ta vốn dĩ cho rằng anh có công phu của thánh nhân, thì ra anh vẫn là một phàm phu tục tử. Tiên sinh Liễu Phàm hỏi, vì sao gọi là phàm phu tục tử? Cả đời anh 20 năm đều bị nhận mạng trói buộc, không có chút nào thay đổi thì anh là phàm phu. Cho nên bạn hiểu được, con người chân thật tin tưởng vật mạng, tin tưởng nhân quả, nhất định sẽ không dám làm việc xấu. Cho nên dạy học, chúng ta nói đến luân lý, nói đến đạo đức, phải lấy nền tảng của nhân quả. Luân lý đạo đức là thật, không phải là giả. Nếu như không có nền tảng của nhân quả, đạo đức này là không thật, rất dễ rơi vào hình thức. Người Trung Quốc chúng ta gọi là ngụy quân tử, không phải là thật. Hiểu được nhân quả thì đó là thật. Cho nên có đệ tử quy có tốt không? Tốt. Đệ tử quy cũng cần phải có nền tảng của nhân quả, đó là thật. Khi không có nhân quả, còn có thể vượt qua được khảo nghiệm hay không? Người ta vừa tán thán, vừa cung kính, vừa cung dường, tham sân si mạng của bạn liền khởi lên, thì xong rồi. Bạn chính là giả, không phải là thật. Nếu như là thật, làm được có tốt hơn? Người khác tán thán chính mình vẫn là khiêm tốn, ta làm vẫn là chưa đủ tốt. Vậy thì đúng. Vì sao không đủ tốt chứ? Phải cố gắng hỏi lại chính mình. Người ta cung kính tán thán cúng dường vậy, còn có động tâm hay không? Còn có động tâm, còn có khởi niệm, vậy thì vẫn không đủ tốt. Nếu như khởi lên ngạo mạn, khởi lên tham sân, mọi người đều tán thán ta, bạn không tán thán tôi thì tôi không vui đối với bạn.
Loại sự thật này chính là khó tránh. Cho nên một người tu hành phải có thể vượt qua được khảo nghiệm. Ai khảo nghiệm bạn, cảnh giới khảo nghiệm bạn. Năm dục sáu trần trên thế giới này khảo nghiệm bạn. Danh vọng lợi dưỡng đang khảo nghiệm bạn. Bạn có thể không đồng tâm không? Ấn Tổ trái lại có một diệu pháp. Ngài có một pháp. Cái pháp này là gì vậy? Tôi đã đến thăm viếng qua Linh Giam Sơn Tự ở Tô Châu, xem thấy phòng thất của Lão Hòa Thượng. Phòng thất của Ngài rất nhỏ. Trong cái phòng nhỏ này rất đơn giản, đều giữ lại nguyên trạng khi Lão Hòa Thượng còn tại thế. Một Phật đường nhỏ, một cái bàn Phật, cái bàn lớn hơn cái bàn này của chúng ta một chút, chỉ cúng một tôn tượng A Di Đà Phật, không rất cao. Một cặp đèn sáp, một cái lư hương, một ly nước, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Phía sau Phật, Lão Hòa Thượng chính mình viết một chữ chết. Ngài dùng phương pháp này, ngày ngày xem cái chữ này, ngày ngày nghĩ đến cái chữ này, ta sắp phải chết rồi. Bạn còn có cái gì để tham luyến? Sinh không mang đến, chết không mang đi. Người thường hay nghĩ đến cái chết thì sẽ buông bỏ đối với danh vọng lợi dưỡng. Nếu nghĩ ta vẫn còn có ngày mai, ta còn có năm tới thì phiền phức liền đến. Không có nghĩ đến ngày mai hay năm tới, qua một ngày thì tính một ngày. Một ngày hôm nay không thể luống qua. Vì sao không thể luống qua? Thành thật niệm Phật thì không luống qua. Phật hiệu quên mất, vẫn ở trong năm dục sáu trần khởi tâm động niệm gì thì luống qua. Trống không. Đây là Ấn Tổ chính mình vì chúng ta làm ra một tấm gương. Thời đại đó của Ngài không giống như thời đại hiện đại này của chúng ta.